Trước khi vào game thì mình muốn thông báo cho các bạn là mình vừa tạo một channel mới có tên là Gà Công Nghiệp Minecraft. Nếu bạn nào yêu thích Minecraft thì hãy ghé cái kênh của mình để xem thử. Để lại một like nếu video hay, nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nữa. Cũng như hãy đóng góp ý kiến để mình có thể phát triển channel ngày một lớn hơn. Link của channel mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Ok, cảm ơn các bạn. Ok và hello, chào các bạn. Mình là Gà đây. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách cơ bản nhất để chúng ta tạo một cái game OB ha. Mình chỉ nói đây là game OB thôi. Tại vì game có hai trường phái. Thứ nhất là một cái tựa game chúng ta chỉ xây dựng thôi, như là OB nè, bắn nhau nè. Thứ hai đó là một cái tựa game strip, tức là bạn dùng những cái hiệu ứng nè, bạn dùng những cái mã code đó các bạn, để chúng ta xây những cái game hoành tráng hơn. Như các bạn thấy như là Jailbreak nè, Sword 2 Online nè, vân vân ha, Dead Run, rồi Escape nè. Đó là những game các bạn phải dùng script ha, phải dùng những cái mã code để các bạn thiết lập game. Nó là một cái mảng khác phức tạp hơn rất là nhiều. Cho nên mình chỉ chỉ các bạn những cái bước cơ bản nhất để làm ra một cái tựa game OB thôi. Bản thân của mình thì cũng không rành về tạo game, cho nên mình chỉ hướng dẫn với các bạn những cái gì mình biết thôi. Rồi, để tạo game các bạn cần phải có một cái Prolog Studio. Nếu bạn nào đã tải rồi thì bạn mở Prolog Studio lên ha. Còn bạn nào chưa tải thì bạn sẽ vào Develop nè. Ở ngay dấu này có Create New Game nè, các bạn bấm vô đây một cái là nó sẽ hiện ra cái Roblox Studio ha. Nếu bạn chưa tải thì nó sẽ tự động tải về cho bạn. Sau đó chúng ta hãy mở cái Roblox Studio này lên. Thì ở đây các bạn sẽ thấy một cái giao diện chính của Roblox Studio ha. Có rất nhiều thể loại game cho các bạn luôn. Và đây có một cái nó có tên là OB, các bạn bấm vô. Mà nếu các bạn rành rồi á thì các bạn cũng không cần bấm vô OB đâu. Bạn có thể bấm lên những cái khác để bạn tạo cho nó dễ ha. Ok, thì đây là giao diện của Roblox Studio ha. Như bạn thấy cái màn hình giữa của mình chính là màn hình chúng ta tạo game ha. Góc bên phải là những màn hình khám phá, tức là những màn hình mà các bạn có thể quản lý được những cái block của mình. Mình chỉ con chuột vào thì các bạn thấy cái block nó di chuyển nè, đấy ha. Bấm vào một block thì nó sẽ hiện bên đây. Mình nói lại là cái Explorer này là các bạn có thể quản lý được những cái block cũng như là những cái đồ vật mình để vào trong game ha, nằm bên đây. Còn dưới đây là nó chú thích chi tiết về cái block đó, nó gồm có gì, ký hiệu là gì và màu sắc các kiểu, vật liệu đồ bạn chọn cho cái block đó, nó nằm dưới đây. Thì cái đó gọi là property ha. Các bạn có thể giữ chuột, các bạn kéo di chuyển nó bất kỳ ở đâu bạn thích. Này, thì mình thích để mặc định nó nằm chỗ này hơn. Đấy, các bạn kéo xuống dưới nè, thả nó ra ha. Ở góc bên đây đó là toolbox, tức là nơi các bạn chèn vào những cái vật liệu, những cái món đồ mà các bạn muốn vào cái game của mình. Ở trên đây là thanh công cụ ha, ở trên cùng nè. Có rất nhiều cái tab công cụ cho các bạn luôn. Home nè, model nè, strength, test, view, blocking. Rồi, mình sẽ giới thiệu sơ qua ha. Ở cái phần home này là nơi các bạn có thể thực hiện thao tác đối với cái block của bạn. Chọn nó nè, move là di chuyển nè, scale là tỷ lệ nè, thu phóng ha. Rotate là mình xoay cái block của mình. Đấy, các bạn thấy không? Thao tác nè. Rồi park là bạn thêm một cái phần, một block mới vào cái màn hình game của mình ha. Thì grow smooth là bạn nâng lên, giảm xuống giống như là đồi núi các bạn. Ở đây có cái play nè, play tức là các bạn có thể chơi thử ha. Stop, khi bạn play bạn muốn dừng lại thì bạn stop ha. Còn cái này không quan trọng đâu, từ từ đi. Model thì cái góc này cũng giống ha. Bên đây nó sẽ có những cái thao tác, bên đây có một cái effect nè. Ví dụ cho cái block đó nó cháy nổ, bốc khói các kiểu rồi các bạn chọn vào đây ha. Spawn nè, spawn là nơi các bạn có thể hồi sinh ha. Tức là khi mới đầu vào game các bạn dùng cái spawn này là các bạn. Rồi checkpoint là một cái khác nữa ha. Cái phần terrain là mình cũng nói rồi ha. Cái phần home này, tại cái tab home này nó bao gồm tất cả những cái tab đằng sau rồi. Những cái tab đằng sau chỉ là chi tiết hơn thôi. Cái này các bạn có thể là nâng lên kéo xuống rồi cho nước cho đồ vô ha. Test nè, chơi thử các kiểu. Plugin là nơi bạn có thể thêm những cái công cụ khác bên ngoài cái công cụ cơ bản của Prolog ha. Đó là những cái cơ bản nhất ở trong cái giao diện của Prolog Studio. Các bạn nhớ xem hết video và xem kỹ video ha. Rồi, thì đây là giao diện của màn hình game các bạn tạo nè. Thì để di chuyển màn hình game các bạn sẽ giữ chuột phải ha. Giữ chuột phải để bạn xoay màn hình game nè. Rồi, lăn con trỏ chuột để bạn có thể zoom ra, zoom vào ha. Các bạn có thể dùng các phím là WASD, WE, đó, WASD là bạn di chuyển ha. Kết hợp với lại chuột phải ha, đè giữ chuột phải để bạn di chuyển, đấy. WASD các bạn. Rồi, W và E để lên xuống nè. Thì nếu các bạn mà tìm hiểu sâu về cái OB thì các bạn có thể tạo ra những cái OB cực kỳ hoành tráng ha. Còn mình thì chỉ hướng dẫn các bạn những cái cơ bản như mình biết để tạo một cái OB giống như là cái Megaphone OB, các bạn biết đó không? Cái Megaphone OB nó tới 1000 mấy stay đó. Đó, mình sẽ chỉ các bạn làm ra những cái OB giống như vậy ha.
Thì ở bắt đầu của mỗi cái obi là đều có một cái spawn đó các bạn ha, tức là starborn. Đây, nó là cái starborn này đây. Thì để thêm cái starborn này các bạn có thể vào cái model ha, model đây nè, cái spawn là cái này nè. Bấm vô nó sẽ xuất hiện một cái spawn ha. Đó. Để thao tác với lại cái block này thì các bạn hãy sử dụng bên cái tab model ha. Select nè. Select cầm nó nắm kéo ha. Move nè. Move thì các bạn sẽ làm nó chi tiết hơn, tức là các bạn kéo theo ba hướng. Đây là không gian 3D ha. Các bạn có thể kéo ba hướng là lên, xuống, qua trái, qua phải. Nắm vào những cái mũi tên có màu nữa các bạn. Tới, lui ha. Đó là Starborn các bạn. Đây các bạn sẽ thấy ở bên cái Explorer này nó có nè. Starborn ha. Còn Decal thì các bạn có thể thêm vào thôi chứ mặc định là nó không có ha. Thì để thêm một cái gì đó trong cái hộp Explorer này ha. Thì các bạn kéo ngang qua các bạn thấy có một dấu cộng nữa ha. Như trên đây các bạn thấy Decal nó ghi chữ Start nè đúng không? Thì bạn bấm vô cái Starbomb mình mới tạo ha. Có dấu cộng kế bên nè, bấm vô. Ở đây có rất nhiều cái cho các bạn thêm luôn. Tức là thêm những cái thao tác click nè. Thì này rất là nhiều luôn, mình cũng chưa khám phá hết nữa. Nếu các bạn có thời gian các bạn hãy tìm hiểu ha. Bấm vô Decal. Đó. Ok ha. Thì trong cái obi có một cái rất đặc trưng của obi, đó chính là cái điểm chết ha các bạn ha. Tức là những cái cục đỏ đỏ này nè. Nếu các bạn chạm vào nó thì nó sẽ chết ha. Thì cái cục đỏ đỏ này cũng như cái checkpoint này đều có một cái strip. Như mình nói á, game có hai loại, một loại là không cần gì cả, tức là obi, và một loại cần strip ha. Thì strip là gì? Đây, mình thử bấm vào một cái này cho các bạn xem. Cái này cũng là một cái block bình thường ha. Nhưng mà khi các bạn bấm vô đây nè, các bạn kéo qua màn hình Explorer các bạn sẽ thấy ha, sổ xuống, nó sẽ có một cái cuốn sách như thế này, ghi là skill rip ha. Các bạn nhấp đúp vào, nó sẽ hiện ra một cái dòng code như thế này. Đấy, mình nghĩ đây là Java các bạn, lập trình Java ha. Thì khi các bạn chèn thêm cái strip này vào thì bất kể những cái vật gì tác động lên cái cục này đều phải chết hết. Tại vì cái mã lập trình như vậy rồi mình cũng không rành về cái mã code này. Thì để tạo ra những cái mã strip này, các bạn cần phải tạo, thứ nhất phải tạo một cái path, tức là một cái block giống như cái này. Những cái này gọi là những cái block này các bạn. Block bình thường ha, để tạo obi thì mình cần phải có những cái block này. Và những cái block cơ bản này các bạn chèn thêm cái strip đó vào thì nó sẽ thành những cái block chết như thế này. Checkpoint nó cũng là một cái block bình thường ha, nó khác với lại cái starborn hồi nãy mình nói nha các bạn. Cái starborn là cái nơi bắt đầu của bạn khi vào obi. Nó chỉ có một cái starborn thôi. Một màn obi chỉ có một cái starborn thôi ha. Nếu bạn làm nhiều cái starborn này mà các bạn tưởng cái này là checkpoint á, thì khi người chơi tham gia vào sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi trong bản đồ luôn. Ok ha. Cho nên một màn obi mình chỉ cho một cái starborn thôi. Checkpoint này á, nó là một cái block bình thường và nó thêm một cái đoạn mà strip vào, như bạn thấy không? Nó cũng có một cuốn sách ở bên cái explorer này nè. Thì nhấp đúp vào ha. Đây là đoạn mã code của checkpoint. Đó. Thì các bạn có thể copy cái đoạn mã này ha, bạn lưu vào một cái nào đó, như là lưu lại trong Word, lưu lại trong Notepad các kiểu ha. Để sau này mình dùng các bạn. Thì để tạo checkpoint hay là tạo strip á, nói chung là tạo strip ha. Rất là giản thôi, bạn cùng click vào dấu cộng. Các bạn thấy quen không? Hồi nãy là decal đúng không? Thì bạn kéo xuống đây nè. Nó sẽ thêm một cái hiệu ứng, đó là strip. Bấm vô. Ha. Thí dụ mình copy này mình lưu lại đúng không? Thì cái strip này là cái strip mình mới tạo đúng không? Các bạn xóa cái này đi. Các bạn Ctrl V. Ctrl C là copy và Ctrl V là dán ha. Sau đó thì mình cứ tắt này đi thôi, nó sẽ tự động lưu cho mình. Đó. Thì từ một cái block bình thường nó sẽ biến thành một cái checkpoint. Cứ như vậy, nếu obi bạn bao nhiêu màn thì bạn hãy làm bao nhiêu cái checkpoint ha. Đó là xong về hai thứ. Thứ nhất đó là về cái Q-strip, thứ hai đó là về cái checkpoint. Q-strip mình nói lại đó chính là những cái mà khi bạn đụng vào sẽ chết ha. Còn cái checkpoint là những cái khi bạn chết bạn sẽ quay về cái điểm gần nhất. Checkpoint khá quan trọng ha. Thì nãy giờ mình nói hai cái cơ bản nhất thường xuất hiện ở trong cái obi ha. Thì bây giờ để tạo một cái block như thế này thì mình sẽ làm như thế nào? Các bạn vào cái tab model nè. Các bạn vào tab model ha. Các bạn bấm vào cái path này. Đấy, nó sẽ hiện ra một cái block cho bạn. Ở góc trái trên đây là thao tác ha. Di chuyển, chọn nó, phóng to thu nhỏ nó, xoay nó. Thì các bạn sẽ thao tác với lại bốn cái thao tác bên đây. Thì cái path của bạn sẽ xuất hiện bên cái explorer ha. Rồi bây giờ mình nói sâu hơn một tí nữa. Property ha, chọn vào cái path này. Property là thể hiện những thuộc tính của cái đó. Ở đây các bạn có là brick color, color tức là màu các bạn sẽ chọn cho cái block này.
chất liệu nè. Plastic là nhựa ha, bây giờ mình sẽ chọn là kim loại. Đấy. Các bạn thấy này nó khác liền đúng không? Bấm vô lại ha. Mình sẽ chọn là glass ha, glass là thủy tinh các bạn, nó sẽ khác ha. Ice, ice tức là băng nè. Nó sẽ khác liền. Để chọn màu thì các bạn bấm vào brick color nè ha. Chọn một cái màu cho nó. Đấy. Rồi các bạn kéo xuống đây ha. Còn rất nhiều cái chi tiết mà các bạn cần lưu ý ở đây. Chỗ cái behavior này nè. Cái behavior này có một cái là ensure ha. Ensure tức là đóng neo các bạn. Mình sẽ neo nó lại, nó không bị rớt ha. Không bị rớt là sao, mình sẽ cho bạn xem. Bây giờ mình sẽ thử play ha. Rồi. Để play thì các bạn có thể vào ok. Để play thì các bạn có thể vào cái tab test nè. Các bạn để ý kỹ ha. Để ý kỹ cục vàng giùm mình ha. Play. Đó, các bạn thấy không? Cái cục vàng của mình đã rơi tự do vào không trung rồi, nó lạc trôi đâu rồi. Tức là nó không được neo lại ha. Nó sẽ rớt khi các bạn play. Khi vào OB cũng vậy. Cũng như là những bức tường các bạn. Những cái bức tường mà các bạn xây dựng lên á. Đây để mình xem bức tường cho bạn xem ha. Cũng vào park nè. Rồi mình sẽ dùng những thao tác bên đây ha. Mình di chuyển nó qua đây đi. Rồi scale là bạn có thể thu phóng các chiều của cái block này ha. Kéo lên như thế này. Kéo qua như thế này. Đó nếu bạn xây tường nữa các bạn. Ví dụ đây một bức tường ha. Và mình sẽ bấm vào cái block này. Kéo xuống đây. Các bạn thấy. Ensure ở đây nó không tích vào cái dấu này ha. Thì khi mình play nè. Bấm vô test ha. Play nè. Đó. Bây giờ mình sẽ đi tới mình đụng. Đó bạn thấy không? Nó không được neo lại ở một điểm tựa nào đó. Cho nên nó sẽ bị rớt ha. Rất nhiều em mới vào game không biết cái điều này. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây lại. Mình sẽ bấm vào Ensure ha. Mình play lại cho các bạn xem. Đây. Bây giờ nè. Các bạn thấy không? Mình đang bấm phím mũi tên đi tới mà nó không di chuyển gì cái cục này hết. Đó là ý nghĩa của cái việc neo ha. Đó là ý nghĩa của cái Ensure này. Rồi, về cái block các bạn chỉ cần chú ý về cái phần đó cho mình thôi, về cái neo này nè. Thì nói thêm về một phần đó là cái những cái đoạn mà strip á, các bạn có thể tìm trên mạng ha. Với những cái hiệu ứng nào thì cái đoạn mà strip là như thế nào, các bạn hãy copy cái đoạn mà strip đó các bạn lưu lại. Để các bạn áp dụng vào cái OB của mình ha. Đây như các bạn thấy đây, ở đây có một cái treble line nè. Treble line là khi các bạn nhảy cái nhân vật của mình lên đây, thì nó sẽ tưng lên trên đây ha. Thì bạn thấy không, bên cái Explorer này nó cũng có nhấp xuống ha. Nó cũng có một cái strip nè. Các bạn nhấp vào đây. Đó, nó cũng có một cái đoạn mã ha. Tức là khi bạn copy đoạn mã này vào một cái block nào đó thì nó sẽ có hiệu ứng là tưng tưng lên ha các bạn. Mình cũng biết mô tả nó làm sao nữa. À, còn một phần nữa là nói về cái phần hiệu ứng ha. Nếu mình nói có cái phần effect này nè. Thì bây giờ mình bấm vào cái này. Đây là một cái điểm checkpoint ha. Sổ nó xuống. Lít vào dấu cộng. Kéo xuống đây. Đó. Ở đây có một cái phần effect nè. Các bạn có thể bấm trên đây cũng được. Hoặc là các bạn bấm vào dấu cộng ha. Checkpoint nè. Kéo xuống. Effect đúng không? Lửa ha. Đó các bạn thấy không? Ngay điểm checkpoint này xuất hiện một cái hiệu ứng effect lửa. Quá là đẹp luôn. Có thể thêm vào những cái khác ha. Nếu có thời gian tìm hiểu bạn thì cứ tìm hiểu. Vì cái việc tạo game này rất là hay luôn á. Rồi thêm vào một cái khói đi. Đó. Vừa lửa vừa khói luôn. Khá là chất luôn. Cháy nhà luôn. Mình nói thêm về một cái phần là toolbox. Ở đây các bạn chọn là cái tab model ha. Rất nhiều cái tab luôn. Thì mình chỉ nói về cái tab model thôi. Tab model tức là các bạn có thể sử dụng những cái hình mẫu, những cái model ở trên block có sẵn để các bạn có thể đưa vào cái OB của mình. Như đây các bạn thấy có một cái cây nè. Bấm vô ha. Bấm nó sẽ xuất hiện một cái cây ở trên cái bản đồ game của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ scale nó ha. Bấm vào cái scale nè. Cho nó nhỏ lại chút xíu đi. Rồi. Đi xuống, đi xuống. Đó là cái cây của mình ha. Rồi mình sẽ di chuyển nó. Bấm dùng move. Move là di chuyển ha. Di chuyển nó đi xuống đây. Nói chung cũng không cần ngay đâu các bạn. Mình bấm vào cái cây ha. Thì cái cây cũng là một cái phần của bản đồ game nên nó sẽ xuất hiện ở trong cái mục Explorer này. Đây là những cái phần của cái cây ha. Tại vì cái cây không phải là một cái cây nguyên bản ha, nó phải góp từ nhiều phần với nhau. Đó, quá trời luôn, quá đời heo. Rồi, tới đây. Đó, khi mình chọn ha, giữ shift, chọn từ trên dưới sẽ chọn hết cái cây này luôn. Kéo xuống. Ở đây các bạn cũng sẽ thấy ha, nó có một cái mục ensure này, nó chưa tích vào ha.
để nếu không á là người chơi khác. Bởi vì mình nhắc lại cái enchant này, nếu bạn không tích vào thì người chơi khác đi ngang qua đụng vào cái cây này, cái cây nó sẽ ngã ha, hoặc là bạn treo cái cây này lơ lửng ở trong không trung thì nó sẽ rớt khi các bạn vừa vào chơi obi đó. Rồi đây là cái cây đúng không, hồi nãy mình đã cắm cái móc neo cho nó rồi, giờ mình đụng nó nè, có thấy không, nó không ảnh hưởng gì cả. Cái này cũng vậy ha, đó các bạn thấy không, những cái này là những cái strip nè, cái strip làm cho cái miếng này di chuyển nè. Đâu rồi, đây bấm vô ha, sổ xuống ở trên đây các bạn có thấy một đoạn strip này đúng không. Cho nên mình nói là nếu các bạn mà muốn là obi á, các bạn hãy thu thập những cái mã strip càng nhiều càng tốt để các bạn lưu lại ha, để làm cho cái obi mình nó phong phú hơn. Và nếu bạn thấy video này có ích, đừng quên bỏ lại một like, share video này cũng như hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn của mình mỗi ngày ha. Xin chào các bạn.